tất cả anh em là rất hoang mang, đặt câu hỏi tại sao mà lại bây giờ vừa mới kéo vào mà anh em hết hơi hết sức rồi, anh em coi như mệt lắm rồi, vừa đói vừa rét chứ. Mới nói là rất thương anh em, hai hố mắt thâm quầng đen sâu lại, chân tay thì xót xát máu mê. Trước khi vào mỗi một người đã viết một cái bản quyết tâm thư gửi trên, bây giờ phải quyết tâm để chấp hành lệnh để kéo ra. Chấp hành nghiêm chỉ thị của trên, sau khi rút quân ra và chuẩn bị kỹ càng về lực lượng, 17 giờ 5 phút ngày 13 tháng 3 năm 1954, nhận lệnh của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, 40 khẩu pháo cỡ nòng 75 ly đến 120 ly đồng loạt nhả đạn vào các vị trí của quân Pháp trong cứ điểm Him Lam, mở màn chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.